cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với bản tin tổng hợp trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Sau đây là những tin tức nổi bật nhất trong ngày mà chúng tôi vừa cập nhật. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Theo hội đồng xét xử, giá trị bị hại bị chiếm đoạt được xác định dựa trên tổng số lượng trái phiếu bị hại đang sở hữu, tương ứng mệnh giá 100.000 đồng một trái phiếu. Phiên xét xử đối với bị cáo Trương Mỹ Lan, cựu chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Vạn Thịnh Phát và 33 đồng phạm đã khép lại vào chiều ngày 17 tháng 10. Theo đó, bị cáo Lan bị tuyên phạt mức án tù chung thân về các tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, chung thân, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới 8 năm tù và rửa tiền 12 năm tù. Bị cáo Lan, bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn, cựu tổng giám đốc SCB, có vai trò giúp sức tích cực, chỉ đạo các bị cáo khác trong SCB thực hiện hành vi phạm tội gây ra hiệu quả đặc biệt nghiêm trọng. Bị cáo này bị tuyên mức án 17 năm tù về tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản 12 năm tù và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới 5 năm tù. Hội đồng xét xử nhận định công ty chứng khoán Tân Việt TVSI và SCB đã ký kết hợp đồng môi giới phát hành trái phiếu. SCB đã sử dụng 239 chi nhánh, phòng giao dịch và hơn 2.400 nhân viên tư vấn khách hàng gửi tiền mua trái phiếu. Đa số người mua trái phiếu là khách hàng tại SCB. Đây là một trong những thủ đoạn quyết định sự thành công của việc phát hành trái phiếu. Về trách nhiệm dân sự, hội đồng xét xử cho biết quá trình điều tra xác định các bị cáo dùng thủ đoạn gian dối phát hành trái phiếu với tổng giá trị chiếm đoạt hơn 30.000 tỷ đồng với mệnh giá 100.000 đồng một trái phiếu. Theo luật sư và nội dung đơn của các bị hại, họ yêu cầu các bị cáo bồi thường toàn bộ thiệt hại về tiền gốc lãi và các khoản thiệt hại khác liên quan đến việc mua trái phiếu. Hội đồng xét xử xét thấy số tiền 30.000 tỷ đồng đã được cơ quan chức năng làm căn cứ truy tố trách nhiệm hình sự đối với các bị cáo về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, giá trị thiệt hại của bị hại được xác định dựa trên số trái phiếu mà bị hại đang sở hữu tương ứng mệnh giá 100.000 đồng một trái phiếu. Các thiệt hại, lãi, phí, chuyển nhượng sẽ được giải quyết theo trình tự tố tụng khác nếu có yêu cầu. Trong vụ án này, căn cứ xác định toàn bộ số tiền chiếm đoạt được đã được bà Lan sử dụng vào mục đích cá nhân, do đó buộc bị cáo Lan bồi thường toàn bộ hậu quả. Danh sách chi tiết bị hại, số lượng trái phiếu sở hữu, số tiền được bồi hoàn sẽ được thể hiện tại phụ lục 1-2 kèm theo bản án. Trước đó, hội đồng xét xử cho biết vụ án có 35.824 bị hại cư trú tại 58 tỉnh thành trên cả nước, trong đó hội đồng xét xử nhận được 5.965 đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại, nhưng có hơn 1.000 đơn yêu cầu bồi thường thuộc các mã trái phiếu nằm ngoài vụ án. Bên cạnh mức án hình phạt đối với các bị cáo, hội đồng xét xử cũng đưa ra phán quyết về phần xử lý các tài sản đang bị kê biên phong tỏa của vụ án. Vụ siêu dự án Amigo với đất Tứ Giác, Nguyễn Huệ, Hồ Tùng Mậu, Huỳnh Thúc Kháng, Ngô Đức Kế, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh mà bà Lan mong muốn đem bán lấy tiền khắc phục hậu quả, hội đồng xét xử cho rằng tài liệu các bên cung cấp còn nhiều mâu thuẫn chưa được làm rõ nên chuyển cho cơ quan điều tra. Đối với một số tài sản vật chứng hiện chưa được xác minh làm rõ tính pháp lý, hội đồng xét xử cũng chuyển cơ quan cảnh sát điều tra C03, Bộ Công an tiếp tục điều tra. Đối với 100% cổ phần tại công ty cổ phần Steinbeck là công ty sở hữu tòa nhà Capital Black tại số 29 Liễu Giai, Hà Nội, theo hồ sơ vụ án và kết quả thẩm vấn tại tòa thì tòa nhà này đang thế chấp cho ba ngân hàng nước ngoài. Tại tòa, bị cáo Lan yêu cầu giải tỏa kê biên để bán trả tiền cho ngân hàng nước ngoài, phần còn lại dùng để khắc phục hậu quả của vụ án. Bên cạnh đó, các ngân hàng nước ngoài và công ty Steinbeck cũng yêu cầu được giải tỏa kê biên. Hội đồng xét xử xét thấy quan hệ tín dụng này là hợp pháp, được đăng ký giao dịch, bảo đảm đúng theo quy định của pháp luật. Hiện nay khoản nợ đã đến hạn thanh toán nên yêu cầu hủy bỏ lệnh kê biên giao cho ba ngân hàng để xử lý thu hồi nợ theo quy định. Việc xử lý tài sản của các ngân hàng phải chịu sự giám sát của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao và C03 Bộ Công an và cơ quan thi hành án có thẩm quyền. Phần giá trị tài sản còn lại sau khi trả nợ cho ngân hàng thì dùng khắc phục hậu quả của vụ án. Đối với 18% phần vốn góp của công ty Sicha, công ty liên doanh trách nhiệm hữu hạn Vietcombank Bondi Bến Thành, tòa nhà Vietcombank thành phố Hồ Chí Minh, tại tòa, đại diện của ngân hàng Vietcombank đề nghị hội đồng xét xử hủy bỏ lệnh kê biên để Vietcombank và công ty Sicha tiếp tục thực hiện việc chuyển nhượng với giá 920 tỷ đồng. Bà Lan cũng đồng ý chuyển nhượng 18% số cổ phần này để thu hồi tiền về khắc phục hậu quả của vụ án. Hội đồng xét xử xét thấy
thỏa thuận giữa các bên không trái quy định của pháp luật, tuy nhiên chưa đủ căn cứ để xác định giá chuyển nhượng số cổ phần trên như chứng cứ các bên cung cấp. Do đó, để đảm bảo thu hồi tối đa tài sản, cần tiếp tục kê biên số cổ phần này để Vietcombank nộp cho cơ quan thi hành án tài liệu, chứng cứ có liên quan chứng minh giá trị chuyển nhượng đúng theo giá thị trường. Công an tỉnh Thái Nguyên vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam một đối tượng về tội sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông và đánh bạc. Đối tượng này đã mua bán hơn 800.000 dữ liệu cá nhân của hơn 60.000 người dân tại Tuyên Quang và các tỉnh thành phố trong cả nước. Dữ liệu cá nhân gồm các thông tin như căn cước công dân, chứng minh nhân dân, hộ chiếu, bằng lái xe đã bị giao bán trên mạng internet để sử dụng vào mục đích trái phép luật. Các đối tượng sử dụng tài khoản Facebook, Telegram ảo để nhắn tin, liên lạc với người mua, dùng tiền ảo để giao dịch với nhau, gây rất nhiều khó khăn cho công tác xác minh truy vết. Thu tiền được từ việc mua bán dữ liệu cá nhân đã được đối tượng sử dụng để tham gia đánh bạc trên mạng Internet. Vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra theo quy định. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Kiến Sương ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Huy Đạt, sinh năm 2007, trú tại xã Đông Sơn, huyện Trương Mỹ, thành phố Hà Nội, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại Điều 174 Bộ Luật Hình Sự. Trước đó, Công an huyện Kiến Sương nhận được tin báo của người dân tại xã Bình Nguyên, huyện Kiến Sương về việc bị một đối tượng lừa bán tài khoản Facebook tích xanh chiếm đoạt 3,5 tỷ đồng. Qua xác minh, điều tra, Công an huyện Kiến Sương đã bắt giữ Trần Huy Đạt là đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo trên. Quá trình điều tra xác minh, từ khoảng tháng 6 năm 2024, nhận thấy trên mạng xã hội có nhiều người muốn mua tài khoản Facebook tích xanh, lấy lại mật khẩu tài khoản Facebook TikTok nên Đạt đã kết nối với các cá nhân có nhu cầu để trao đổi, giao dịch nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sau khi bị hại tin tưởng chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng, Đạt chặn liên lạc và không thực hiện nhiệm vụ như đã cam kết. Số tiền chiếm đoạt, Đạt sử dụng vào mục đích cá nhân. Công an huyện Kiến Sương đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Cơ quan công an cảnh báo đến người dân cần nâng cao cảnh giác khi trao đổi mua bán các tài khoản dữ liệu cá nhân trên mạng xã hội, tránh để các đối tượng sử dụng vào mục đích bất chính. Khi bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cần báo ngay cho cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ hướng dẫn giải quyết. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 15 thanh thiếu niên. Các bị can gồm 15 thanh thiếu niên từ 16 đến 18 tuổi về tội gây rối trật tự công cộng tại địa bàn. Sự việc xảy ra tối ngày 26 tháng 7, Đỗ Đức Hải, sinh năm 2007 ở xã Thanh Trù, thành phố Vĩnh Yên cùng nhóm bạn đang ngồi uống nước tại cầu Bắc Đầm Vạc thuộc địa bàn thành phố Vĩnh Yên. Thì Hà Minh Đăng, sinh năm 2010, ở phường Tích Sơn, thành phố Vĩnh Yên, cùng nhóm bạn đi qua, đã xảy ra xích mích với nhóm của Đỗ Đức Hải. Sau đó, Đăng và Hải nhắn tin qua Messenger hẹn tối hôm sau sẽ đánh nhau tại cầu Bắc Đồng Vạc. Tối 27 tháng 7, Hà Minh Đăng đã rủ 11 người tụ tập để đi đánh bạc. Đỗ Đức Hải cũng rủ 10 người để đi đánh nhau với nhóm của Hà Minh Đăng. Đến khoảng 21 giờ 30 ngày 27 tháng 7, hai nhóm gặp nhau tại khu vực cầu Bắc Đầm Vạc thuộc địa phận phường Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên thì lập tức lao vào dùng phóng lợn, dao cắn tuyếp sắt, dao quắm để chém nhau. Nhóm của Hà Minh Đăng yếu thế bỏ chạy. Trong lúc bỏ chạy, Nguyễn Tuấn Huy, Trần Vĩnh Thành, Hà Minh Đăng và Quảng Xuân Trường, Phan Đắc Hiệp, Nguyễn Quý Trọng nhìn thấy một nhóm 6 thanh niên đang đứng ở gần cầu vượt thuộc địa bàn phường Đống Đa. Tưởng các thanh niên đó thuộc nhóm của Đỗ Đức Hải nên Huy, Thành, Đăng, Trường, Hiệp, Trọng đã hô hoán, dồn đuổi đánh và trong đó Trọng bắn hai phát súng đã nạp bi sắt trúng vào lưng một thanh niên. Căn cứ tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Vĩnh Yên xác định các đối tượng trong nhóm của Đỗ Đức Hải và nhóm của Hà Minh Đăng trên đường đuổi đánh nhau đều điều khiển xe với tốc độ cao, hò hét lạng lách, sử dụng phương tiện và hung khí nguy hiểm, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Hành vi của các đối tượng đủ yếu tố cấu thành tội gây rối trật tự công cộng, quy định tại khoản 2, điều 318 Bộ luật hình sự.
ngày 16 tháng 10, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 15 bị can về tội danh trên. Các đối tượng còn lại chưa đủ 16 tuổi, cơ quan điều tra áp dụng biện pháp ngăn chặn, giám sát.